Chào các bạn, mình tên là Trần Nguyên Khoa. Mình đang công tác tại phòng ad team của công ty VNHTV3. Mình đã xin phỏng vấn du học ở Úc. Và bây giờ mình đã đậu phỏng vấn rồi. Thì mình cảm thấy rất là vui khi mình nhận được visa đi Úc. Trong quá trình làm hồ sơ thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà Tân Đại Dương đã giúp mình trong công việc làm những hồ sơ đó, nên mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn là trước khi mình biết tới Tân Đại Dương. Mình cảm hiện tại bây giờ mình rất là vui. Mình muốn chia sẻ với các bạn và mọi người sau này. Thực sự mình đã nghiên cứu rất là nhiều nước, không chỉ riêng Úc. Nhưng mà mình thấy nước Úc là một cái nơi có một cái nền kinh tế phát triển, một nền giáo dục cũng khá là hoàn thiện. Nên mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Và đặc biệt hơn khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn tới Úc là cái khí hậu tại Úc. Thì nó cũng không quá khắc nghiệt như những cái nước khác. Nên mình sau nhiều lần suy nghĩ mình đã lựa chọn nước Úc. Và qua đó em sẽ học trường Deakin University ở Melbourne. Deakin là một cái trường khá là rộng lớn tại Melbourne, và cũng là một trường đại học nổi tiếng ở Úc. Và trường là được đánh giá về 5 sao và rất là nhiều bạn du học sinh cũng như là nhiều nước trên thế giới du học tại Deakin. Và ở đây cũng nhận được rất là nhiều cái phản hồi tốt từ tất cả các bạn học sinh, nên từ đó trường trở nên rất là nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Em thì em học ngành Animation và Motion Capture, thì ngành đó là ngành chuyên về điện ảnh. Tại vì mình là một người xuất thân từ Art Team, là bộ phận nghệ thuật của công ty, thì từ trước bây giờ công việc của mình luôn luôn gắn bó với nghệ thuật và điện ảnh, nên cái ngành lựa chọn của mình là vào đam mê của mình thôi. Hồ sơ mình gặp khó khăn là khi lần đầu mình xin tại trung tâm khác thì họ không chấp nhận vì cái lý lịch mình có một khoảng trống, nó họ có vấn đề. Nhưng mà ở Tân Đại Dương thì họ tận tình, họ bảo mình là nên viết thư cho trường để mà xin. Thì mình cũng cố viết thư cho trường và cuối cùng trường đã chấp nhận mình. Trong quá trình làm hồ sơ thì đa phần là những câu hỏi phỏng vấn này nọ, thì tất cả là mình trả lời, và Tân Đại Dương đã sửa được cho mình rất là nhiều thứ, và mình cảm thấy tự tin khi mình trả lời những câu hỏi phỏng vấn. Bây giờ thì mình đã có visa, thì mình có một lời khuyên duy nhất là các bạn hãy cố gắng thật nhiều. Thực sự ra thì ai cũng có may mắn cả, thì chắc chắn là may mắn sẽ thuộc về các bạn rồi. Chuẩn bị hồ sơ thì mình nghĩ là các bạn nên được tư vấn trực tiếp, và đa phần là nếu mà bạn làm ở Tân Đại Dương thì mọi người đều giúp đỡ cho bạn rất là nhiều về tất cả mọi mặt, như là hồ sơ bạn nên chuẩn bị những gì và bạn nên làm gì tiếp theo đó, thì họ sẽ gọi điện nhắc nhở và làm gần như là 90% cho các bạn. Dạ, thì em biết được Tân Đại Dương qua Internet thôi, thì em search được những trung tâm tư vấn du học cũng khá là nổi tiếng, nên mình làm hồ sơ tại đây. Em chỉ chúc là các bạn may mắn hơn trong con đường thành công sự nghiệp của mình, và chúc cho Tân Đại Dương ngày càng phát triển.